Tính đến 18 giờ ngày 19 tháng 7, Việt Nam ghi nhận thêm một ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 383 ca. Trong 383 ca mắc, đã có số ca điều trị khỏi là 357 ca, số ca còn đang điều trị là 26 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 12.798 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 100 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 12.273 người, cách ly tại nhà và nơi lưu trú 425 người.